Chúng ta lại tiếp tục với nội dung copywriter. Và như Tân nói, với copywriter thì họ sẽ tạo ra được rất nhiều cái nội dung khác nhau. Vậy những cái nội dung đó như thế nào, và những nội dung đó giúp phân loại cái công việc của copywriter ra sao? Mời các bạn cùng tìm hiểu trong video này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này, Tân sẽ đi phân loại copywriter dựa vào cái nội dung mà họ tạo ra. Thì với cái nội dung được tạo ra khác nhau thì những cái vị trí copywriter sẽ đảm nhận khác nhau, và họ sẽ chia theo gọi là cái ngách bên trong cái copywriter nữa. Thì với những cái tập đoàn mà siêu lớn thì những người copywriter sẽ làm những cái công việc nhỏ đó khác nhau. Những người sẽ chuyên tạo nội dung liên quan tới quảng cáo, những người sẽ chuyên tạo những cái nội dung liên quan tới là email, những người sẽ chuyên tạo những cái nội dung để hình thành những cái landing page, kiểu là như vậy. Thì đó là những cái chuyên biệt mà họ sẽ làm mỗi ngày, và họ sẽ phát huy cái chuyên sâu đó của họ. Và với cái sự phát huy chuyên sâu đó thì họ sẽ được chia ra dựa trên những cái nội dung mà họ sáng tạo ra. Dĩ nhiên là cái copywriter nó sẽ đóng vai trò là tổng hợp cao hơn là cái sự mà sáng tạo và cái sự mà hình dung tưởng tượng, nhưng mà vẫn chiếm những cái yếu tố liên quan tới tính sáng tạo khá là tốt ở trong cái việc mà bố cục phân loại, cũng như là cái việc trình bày như thế nào để dẫn dắt khách hàng có thể thấu hiểu và đưa cái cảm xúc của khách hàng theo cái hướng của mình đã định ra, giúp cho cái việc chuyển đổi diễn ra dễ dàng và thuận lợi hơn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của phân loại copywriter dựa vào nội dung ha. Đầu tiên đó chính là quality ha, quality, và là advertising copywriter. Ok, vị trí đầu tiên là quality advertising copywriter. Người đảm nhận cái vị trí này là không cần viết quá nhiều, không cần viết quá nhiều, chỉ cần viết một cái câu slogan ngắn gọn. Nhìn qua có vẻ là tự do, thoải mái, nhưng mà áp lực công việc rất là cao. Họ được yêu cầu phải sáng tạo liên tục, tạo nội dung, sản xuất phải đáp ứng cho nhiều đối tượng là khác nhau. Đó là cái vị trí đầu tiên. Cái vị trí thứ hai là sell letter copywriter. Với vị trí này thì là được xem như là một cái hình thức sáng tạo nội dung cổ điển. Người đảm nhận vị trí này sẽ châu chuốt hơn về từ ngữ, cho ra những bài thuyết phục khách hàng. Nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu rất cao về kỹ năng viết, kỹ năng dùng từ. Sell letter copywriter cũng có thể đảm nhận viết nội dung cho website, blog, thông cáo báo chí, kiểu như vậy. Thứ ba là digital copywriter. Cái vị trí mà digital copywriter là người chuyên sản xuất nội dung trên các cái kênh digital với mục đích là tăng cái là conversion rate, có nghĩa là tỷ lệ chuyển đổi cho các cái chiến dịch marketing online. Ngoài việc tạo ra nội dung mới thì họ còn đảm nhận các cái công việc liên quan đến là chỉnh sửa, theo dõi tiến độ dự án. Yêu cầu cơ bản của một người digital copywriter là khả năng viết tốt, dùng từ linh hoạt và phải biết cách sử dụng công cụ digital. Tiếp theo là technical copywriter. Vị trí này cũng là những người mà viết nội dung nhưng mà họ chỉ chuyên về cái lĩnh vực công nghệ. Họ được xem là những chuyên gia trong cái lĩnh vực công nghệ như kỹ thuật ô tô, máy tính, phần mềm, được cộng đồng tin tưởng và mang tầm ảnh hưởng lớn. Nếu trong một công ty thì họ sẽ đảm nhận phần thuật ngữ, đánh giá và giới thiệu sản phẩm. Tiếp nữa là sales copywriter. Sale là chỉ những cái công việc on-page và off-page nhằm nâng cao thứ hạng từ khóa của website trên các công cụ tìm kiếm. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận với lượng người dùng lớn hơn.
Sale copywriter ngoài việc sáng tạo nội dung hấp dẫn thì cần phải đảm bảo các cái bài viết đó đáp ứng được các cái tiêu chí về SEO. Brand copywriter. Brand copywriter hay còn được gọi là in-house copywriter, đảm nhận phần nội dung liên quan tới là thương hiệu. Họ sẽ lên chiến lược nội dung nhằm mục đích quảng bá thương hiệu. Brand copywriter đóng vai trò lớn trong việc định hình thương hiệu trong lòng khách hàng. Và cuối cùng là publisher. Publisher hay content copywriter. Công việc của publisher thường sẽ là phân bổ trên những cái trang mạng xã hội và các trang tin tức. Họ sẽ có số lượng độc giả trung thành, mang một cái độ phủ sóng nhất định. Công việc publisher không chỉ dừng lại ở việc viết bài mà còn cả phần lên cái kế hoạch đánh giá cái chiến dịch đó như thế nào. Và trên đây là phân loại copywriter dựa vào nội dung được tạo ra. Tân đã chia sẻ đến với các bạn. Hãy giúp Tân bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video mới liên quan tới marketing online để chia sẻ đến với các bạn nhiều hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau.